Bởi vì cả ngày không ăn gì nên đã bị đau dạ dày. Cách đó không xa, Lịch Trọng Mưu nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo, anh ta càng tức giận hơn. Thế là anh ấy dựa vào Ngô Đồng là mẹ của con trai anh, bảo cô ấy chú ý đến lời nói và hành động của mình. Nếu như sau này còn muốn gặp mặt con trai thì không được đi quá gần với người con trai khác. Vốn dĩ tôi có thể không quản. Nếu như cô không phải là mẹ của Bảo Bảo, bất luận cô có đắm chìm trong chị Lạc đến mức nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến cô. Hôm nay Lịch Trọng Mưu để Ngô Đồng cùng mình đi tham gia vào các hoạt động cha mẹ và con cái của con trai. Người đàn ông này thực sự dễ thay đổi. Hôm qua thì cảnh cáo mình, hôm nay lại muốn đóng vai vợ chồng hòa hợp với mình. Trong hoạt động cha mẹ và con cái ngày hôm đó, hai người đã buộc chân họ lại. Cặp nào đến trước thì sẽ thắng. Mặc dù hai người không sống chung với nhau, nhưng cả hai hoàn toàn rất ăn ý nhau. Lúc sắp chạm đến vạch đích, hai người đã ngã vào nhau. Đây là lần đầu tiên họ gần nhau như vậy, khiến cả hai đều đỏ mặt. Cuối cùng hai người họ đã giành được chiến thắng. Sao mặt mẹ lại đỏ vậy? Bảo Bảo đã tình cờ phát hiện, cũng khiến hai người có cảm giác tuyệt vời. Ngày hôm nay Bảo Bảo đến tìm bố, muốn cho bố một bất ngờ. Không ngờ cửa mở ra lại là Trương Mạn Dịch. Thực ra cũng rất bình thường thôi, dù sao thì bây giờ Trương Mạn Dịch cũng là bạn gái danh ngôn chính thuận của Trọng Mưu. Nhưng Ngô Đồng nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau trong phòng, nhiều thì cũng có chút ngại. Trong lúc mấy người cùng nhau ăn cơm, Trương Mạn Dịch đã cố tình trước mặt Ngô Đồng, giúp Lịch Trọng Mưu sửa lại quần áo, tỏ ra rất là quan tâm. Trên đường trở về, Lịch Trọng Mưu cũng xin lỗi Ngô Đồng và bảo đảm với cô ấy lần sau sẽ không xảy ra chuyện khiến cô ấy xấu hổ như vậy nữa. Sau đó Lịch Trọng Mưu lại vẽ vời thêm chuyện giải thích một lúc, ít nhất thì trước mặt con trai không nên làm cho mối quan hệ giữa người lớn trở nên phức tạp như thế, khiến Ngô Đồng nghĩ rằng là mình sợ đứa trẻ xấu hổ. Sau đó anh ta lại mở nhạc to lên, có lẽ đó là để giảm bớt sự bối rối của bầu không khí. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lịch Trọng Mưu rất tò mò, Ngô Đồng đã quen biết anh ấy từ khi nào? Lúc lên đại học. Anh là hy vọng của em. Em hy vọng em có thể xuất sắc giống như anh. Sự cố lần đó, sau khi em nhìn thấy con người thật của anh, em lại hy vọng mình có thể trở thành một người tốt như anh. Trước khi tốt nghiệp đại học,